Ủa sao cái bà Lan nhiều chuyện nay không thấy bà ra ha? Em cũng không biết nữa. Ôi trời ơi, mới nhắc tới rồi kìa. Trời ơi, mới vừa nhắc à. Làm gì bữa nay mấy bà họp sớm quá vậy? Trời ơi, giờ này mà còn sớm nữa. Chứ không phải hai má con bà ngủ cho no, con bắt ra giờ này mới chịu ra hả? Tại tôi đi chợ, rồi về nấu cơm xong mới ra chứ bộ. Nè, con đi chơi đi, đi chơi với mấy bạn đi, đi. Ngồi đây. Nè, hồi tối mấy bạn có coi phim Góc Phụ Trẻ không? Có. Công nhận á nha, cái con nhỏ dây chánh hả, nó càng lớn nó càng đẹp mà, thấy không? Ừ, đúng rồi chị. Ghê luôn á. Tôi hả, ngày nào tôi cũng coi hết trơn á. Hả, mà tới giờ chiếu phim hả là tôi bỏ hết công chuyện ra tôi coi. Chừng nào mà tôi coi xong rồi tôi mới làm tiếp. Trời, bà ghiền kinh khủng. Hay quá trời hay luôn bà ơi. Trời ơi, em nói chị nghe, ông nhà em á suốt ngày lo em ra ngồi coi tin tức thời sự không à. Mà hôm nay bà đặt thấy em ghiền á, mon men qua coi thử coi thử. Ghiền luôn. Chưa nói em đi ngủ rồi, tới ông lên mạng ông gõ ông coi mấy chục tập luôn. Trời ơi, dữ vậy hả? Ừ. Hay quá mà. Để tôi dụ chồng tôi cũng coi giống vậy mới được. Nè, mấy đứa chơi cẩn thận nha, đừng có chạy đi đâu nghe con. Ôi không sao đâu mà, tụi nó coi gần đây mà, trong tầm mắt của mình không sao đâu. Chị đừng có hả ỷ y nha, dạo này bắt cóc trẻ em tràn lan rồi đó. Đúng rồi đó, nói gì nói lắm đó. Mình cũng phải để ý. Nhưng mà không lẽ giờ mình nhốt nó ở nhà tối ngày cắm đầu coi tivi hay là iPad ai biết không, cũng khổ. Đúng sao? Thì bởi vậy đó cho nên ông chồng tôi á, ông bắt tôi phải ở nhà đó, lo cơm nước rồi đưa đón tụi nó đi học đó, rồi trông chừng tụi nó thôi, có vậy thôi. Đúng không rồi. Cho đi làm gì nữa hết. Thì cứ chứ tụi nó nha, mà lỡ có chuyện gì hả là mình chết luôn á. Đúng chết rồi luôn á. Thì đúng rồi, nhỏ em mà nó có chuyện gì chắc em cũng chết với ông nhà em luôn á, khổ ghê. Nhưng mà thôi, nói gì nói chứ cũng phải để ý tụi nó một chút chị. Thì đó. Ôi nè, ôi nè, trời ơi, trời ơi, còn có sao không? Có sao không? Trời, ông chạy xe chị gì vậy? Ông chạy đàng hoàng chứ, chạy vậy đụng con tôi thấy không? Xin lỗi chị, nhưng tôi chạy rất là chậm mà, tại vì nó ở trong đó nó băng ra nhanh quá, may mà tôi thắng lại kịp đó. Con có sao không con? Hả? Có sao không? Không, em không thấy nó bị gì hết á. Anh chạy đàng hoàng chứ, tông con tôi nữa thấy chưa? Chị coi kỹ lại coi, tôi còn chưa đụng tới cọng tóc của nó nữa mà. Mà chắc tại nó sợ quá, nó hoảng hồn rồi nó vậy đó. Con cái con nít thì chị phải giữ gìn nó chứ sao để cho nó chạy lung tung ngoài đường vậy? Bà ơi, tôi thấy là mình sai rồi đó. Bỏ con nó chơi mà không có trông coi cẩn thận, nó chạy nó băng ra vậy ai mà thắng cho kịp. Bà mà làm căng quá đó hả, không chừng bà bị phạt á, mà còn bồi thường nữa đó bà ơi. Ừ đúng rồi chị ơi. Chị này nói đúng rồi đó, con nít á là phải có người lớn trông coi chứ đâu để chạy tùm lum ở ngoài đường rồi gây tai nạn giao thông tùm lum làm sao. Luật giao thông đã có quy định rõ ràng rồi á, chứ mấy chị còn làm khó người ta làm chi. Thôi tôi biết rồi, tôi xin lỗi anh nha, tại con tôi nó chơi ở trong á, mà tại nó theo chế banh nó chạy ra ngoài, chứ tôi cũng đâu có muốn mà nó cũng đâu có muốn đâu. Mấy chị á, con nít là mình phải trông coi nó, đừng nó để chạy ra ngoài đường tùm lum, mai mà tôi thắng kịp chứ không thôi là xảy ra tai nạn giao thông rồi đó. Thôi anh thông cảm nha. Thôi vậy tôi đi à. Dạ, thôi anh đi anh. Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc sống hiện đại ngày nay, các bậc phụ huynh vì quá bận rộn với công việc hoặc vì những cuộc vui riêng của mình mà lơ là thiếu đi sự quan tâm chăm sóc cho con trẻ, để cho các bé tự vui chơi một mình hoặc vui chơi tại những nơi không đủ điều kiện an toàn. Trong clip vừa rồi, dù các bé nhỏ đang chơi bóng trong công viên, thế nhưng các bà mẹ lại để cho con chơi ngay sát khu vực lòng đường, nơi có quá nhiều xe cộ qua lại. Khi quả bóng bị lăn ra ngoài đường, bé trai đã lao ra nhặt lại quả bóng mà không hề quan sát. Một chiếc xe máy đang di chuyển trên đường đã không xử lý kịp, lao vào em bé vì tình huống xảy ra quá bất ngờ. Và may mắn thay, chiếc xe máy này di chuyển với tốc độ khá chậm nên không để lại hậu quả nghiêm trọng. Chỉ một phút sơ ý nhỏ của người lớn cũng có thể tạo nên những nguy hiểm nhất định cho chính con em của mình. Và các bậc phụ huynh khi có con nhỏ nên dành thời gian để vui chơi cùng con, thay vì bỏ mặc con tự chơi để tám chuyện giống như các bà mẹ trong clip các bạn nhé.